Sau đây là kết quả thử nghiệm của động cơ điện 38 kW, 50 ngựa, 50 HP, 2 cực điện, 2 pole. Dưới đây là dấu của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Bộ Khoa học. Sau đây là trang thứ hai của kết quả thử nghiệm mô tơ điện. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đưa ra những tiêu chí sau. 1. Thông số định mức gồm có điện áp danh định, dòng điện định mức, tần số danh định, công suất định mức, tốc độ danh định. 2. Thử nghiệm không tải ở điện áp danh định gồm có tổn hao sắt từ, tổn hao cơ. 3. Thử nghiệm tại điểm 100% tải điện áp danh định gồm có các yếu tố sau: điện áp nguồn, dòng điện nguồn, công suất vào, moment trên trục, tốc độ, nhiệt độ dây cuốn, nhiệt độ môi trường, tổn hao dây cuốn stator tại nhiệt độ môi trường, tổn hao dây cuốn rotor tại nhiệt độ môi trường, tổn hao dây cuốn stator hiệu chỉnh về nhiệt độ 25 độ C, tổn hao dây cuốn rotor hiệu chỉnh về nhiệt độ 25 độ C, tổn hao phụ, công suất ra hiệu chỉnh về nhiệt độ 25 độ C. Phần 4 gồm có hiệu suất của động cơ tại 100% giá trị tải. Ở đây chúng ta cần quan tâm tới mức tối thiểu. Sau đây là trang thứ 3 của kết quả thử nghiệm tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, gồm có hình ảnh motor Pama của thương hiệu Minh Motor cung cấp bởi Công ty Cổ phần Thương mại Hồng Phúc và tem chính hãng của sản phẩm.